Đêm hay không, không biết còn cơ hội không. À. Chị để sang ngày em sẽ... trước mặt cũng có khác đây rồi. Chưa luôn, không có thể lên luôn rồi. Thế bảo là chị Mai lần thứ hai đến đây. Gặp chuyên gia. Chuyên gia cụ đầu đây à? Cụ đầu nào? Nhà gái thằng cụ. Thứ ba. Thứ ba chưa? Đi qua đi bao nhiêu lần rồi đấy? Không, đúng rồi. Thì đóng đi. Thế còn đôi tay à? Thế nào? Có một cái này. Có một cái. Em bảo đi xe cứ đi ô tô đi qua như này ngóng vào đấy còn nữa các cô. Còn các bạn trai. Thế chị đi đâu các biết con trai nào không các em? Đi đâu? Chị đi qua để chị gội đầu, chủ yếu là gội đầu cũng xinh hết. Thì nhìn thấy con gội đầu rất xinh mà. Nghe được không? À, kết nối với loa nhỏ kia. Thế anh cho cái loa nhỏ ấy vào sát đây này. Hello, chào mọi người nha. Xin chào Thanh Truyền. Hôm nay đi vào trong nhà anh Tịch ở trong Thanh Hóa. Có cái mình không có cái khăn mà nó gài cái mẫu ấy có chứ. Chị có thể ngồi sát sát cái ghế vào trong nhé. Sát cái mông bên dưới vào sát cái ghế. Chào mọi người nha. Đầu tiên trước khi mà mình cắt thì mình sẽ phân tích một chút về cái hộp sọ đầu của chị này trước. Thì cái sọ đầu của chị này cũng tương đối là đẹp, nhưng mà chỉ có một cái là cổ chị hơi to.
Thì ở cái phần phân khu đầu tiên này mình sẽ tiến hành, mình chia phân khu từ tam giác chữ A ra để mục đích mình sẽ làm cho phần cổ chỉ đấy cảm giác nó được nhỏ lại một chút nhé. Và cái phần tóc ở gáy của chị đấy này, mọi người cần phải quan sát là nó sẽ mọc rất là linh tinh, cho nên là cái phần phân khu đầu tiên này, phân khu gáy này mình sẽ cắt nặng một chút để cái sức nặng của tóc nó có thể đè được cái phần xoáy ở phần gáy này. Tại vì nếu như chúng ta bắt đầu giật từng ngày đây thì nó sẽ nhẹ tóc, loại bỏ trọng lượng đi thì cái phần tóc ở trên này nó nhẹ thì cái phần chân tóc này nó sẽ đẩy cái phần tóc của chúng ta bị lung tung ra, thì mình sẽ cắt nặng ở cái phần bên dưới này. Thì khi mà tóc nó nặng nó sẽ đè được lên, thì độ nặng nó sẽ thắng được độ bóng chân tóc nhé. Quá hay. Ở đây thì mình sẽ sử dụng là đường cắt song song hay đường chia. Tại vì mình cắt mình sẽ không chỉnh sửa quá nhiều, cho nên là ngay bước đầu tiên mình sẽ cắt thật sắc nét ngay cái phần viền đầu tiên, để một lát sau khi cắt xong chúng ta sẽ không cần phải quay lại, chúng ta cần chỉnh sửa nữa. Để đâu ấy? Xiên chéo vào góc này nhé. Bây giờ mình sẽ để cái tóc trên nó nặng đè xuống như này. Rồi, bắt đầu từ bên trên chúng ta bắt đầu xây dựng tầng lớp lên. Chúng ta sẽ chia một lớp. Và bạn nào mà cắt chưa quen chúng ta phải chia từng lớp nhỏ một nhé. Chúng ta có thể chia khoảng tầm từ 2 đến 3 cm. Còn anh chị em nào đã cắt quen rồi thì mình có thể là chia 4 đến 5 cm được. Và mình sẽ chia làm sao nó cân đối nhất nhé. Chúng ta sẽ làm sắc nét từng đường chia một thì chúng ta không chỉnh sửa quá nhiều. Và bên trên này mình sẽ thiết kế thì vì là cái hộp sọ bên trên của chị, cái phần điểm chẩm của chị ở đây này, chị có một cái hộp sọ ở đây rất là đẹp. Cái chiều ngang và cái chiều dọc đều là cân đối, gần như là cái sọ đầu này là một sọ đầu cân đối, nó chỉ có khuyết điểm ở gáy này là bị tóc nó mọc chỏng thôi. Thì trên này mình sẽ tiếp tục mình xây dựng tầng lớp lên để tạo cái độ phồng nhẹ nhàng. Chúng ta sẽ sử dụng đường chia dọc cắt điểm đầu tiên trước. Ở đây thì mình sẽ tiến hành là cắt ở góc 45 độ để tạo cái độ phồng tối đa cho chiều tóc này. Cắt bằng cái điểm bên dưới góc độ 45 và mặt cắt vuông. Phần bên dưới mình sẽ hạ thấp xuống để mình cắt tròn nhé. Tức là mình sẽ không cắt một đường thẳng mà mình sẽ cắt nó tròn như này, tại vì sọ đầu tròn mình cũng cắt tròn theo thì khi rơi xuống nó sẽ hiệu quả, nó sẽ giữ nguyên. Còn nếu như chúng ta cắt vuông thì nó sẽ làm xẹp đi.
mình sẽ khống chế vào những đường chia xiên dọc chéo. Ở đây thì mình sẽ cắt kỹ thuật là cắt xê dịch 2:1. Tại vì với mình chia bên dưới mình chia chữ V thì nó có hiệu ứng là ở giữa ngắn nhất và hai bên dài, thì mình sẽ sử dụng kỹ thuật cắt nghiêng dịch liền kề, tức là cạnh số 2 sẽ kéo với cạnh số 1 và cạnh số 3 sẽ kéo với cạnh số 2 để giữ cái độ dài hai bên. Chúng ta sẽ hạ góc độ thấp dần nhé để cắt tròn. Bắt đầu đến cái phần mọi người có thể quan sát, đây là cái phần khuôn viền của khách hàng. Thì phần này chúng ta sẽ không kéo góc độ lên, chúng ta cắt và chúng ta sẽ áp sát vào, hạ góc không độ xuống, áp sát vào da đầu khách hàng này, tức là chúng ta sẽ áp thật sát vào nhà chúng ta cắt để không bị một viền. Thậm chí chúng ta có thể cắt dài hơn nhé, chúng ta có thể cắt dài hơn khoảng 1-2 ly cũng được. Đó, mọi người có thể quan sát này, nó sẽ chạy dọc theo cái phần viền này. Sau đó chúng ta mới bắt đầu là check song song với đường chia. Phần nào thừa chúng ta bấm điện, nó thừa một chút ạ. Rồi, cắt mảng dọc xong rồi chúng ta sẽ check lại mảng ngang. Bên còn lại làm tương tự thôi. Cũng vẫn sử dụng phương pháp cắt nghiêng dịch liền kề. Bên này thì mọi người có thể là cắt từ bên dưới lên hoặc cắt từ bên trên xuống đều được nhé. Ở đây thì mình sẽ sử dụng kỹ thuật cắt từ bên dưới lên. Bây giờ mình sẽ hạ góc độ thấp, sau đó mình nâng dần lên. Chúng ta nhân từng nhịp như vậy thì cắt nó sẽ ra được cái mặt cắt tròn. Còn nếu chúng ta nhân một góc mặt cắt thì nó sẽ ra mặt cắt vuông. Nó sẽ hạ thấp trước, sau đó nhân lên. Cái phần mà chúng ta cần áp sát ấy chính là cái phần này. Đây mình sẽ chỉ mọi người bên này nhé. Tức là bắt đầu từ cái phần điểm góc váy này dán thẳng lên ạ. Đây, tức là toàn bộ cái vị trí này chúng ta sẽ áp sát xuống. Tại vì nếu vị trí này nó đang phần bắt đầu chuyển góc từ mặt khối đằng sau ra mặt đằng trước, nếu như phần này chúng ta dâng cắt ngay thì nó sẽ bị hụt cái đường viền này. Cho nên là tất cả cái phạm vi tóc làm trên cái đường thẳng này từ phần góc váy này dán thẳng lên ạ. Chúng ta sẽ áp sát trước, sau đó chúng ta mới kéo góc độ lên. Thì bên này mình sẽ làm tương tự như vậy. Chúng ta áp sát xuống, cắt cái đường khuôn viền ở đây trước. Rồi, sau đó tiến hành là dâng lên. Thì cắt như vậy thì không bao giờ hụt được cái phần viền ở hai ở cái góc, cái phần sau tai và cái phần ở tai. Vị trí này như vậy, hạ hết thật thấp xuống. Sau đó chúng ta bắt đầu là check lên. Và mọi người nhớ đây, cái phạm vi chúng ta hoạt động là phạm vi ở trong cái mặt này. Chúng ta sẽ không kéo cái cạnh này nó sang bên này, mà chúng ta sẽ kéo áp sát vào đúng cái mặt của chúng ta để tạo ra cái khối ở phía sau. Còn phía này nó sẽ là liên quan đến khối ở phần trước này. Cho nên phần này chúng ta sẽ kéo song song với lại cái phần da đầu này, tức là song song với cái lượng này. Mọi người chú ý tư thế khách hàng ngồi nhé, làm sao nó sẽ phù hợp nhất cho chúng ta để chúng ta thực hành. Rồi, cắt xong chúng ta sẽ check lại. Mọi người bắt mảng dọc thì mọi người bắt cái mảng dọc chéo, chúng ta sẽ check lại cái mảng ngang chéo này nhé. Bắt mảng dọc như thế này thì chúng ta check mảng ngang, còn bắt mảng dọc chéo chúng ta sẽ check lại cái mảng ngang chéo này. Đó.
cái phần trên này chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ chia cái phần chữ U ra, tính cái điểm hoàng kim ạ, mọi người tính cái điểm hoàng kim ạ, để bỏ ra, để một lát nữa cái phần bên trên chúng ta sẽ sáng tạo, chúng ta muốn bay bỏ nghèo hay là chúng ta muốn tiếp tục tạo ra động lực, chúng ta sẽ giữ cái phần trên này. Ở đây mọi người muốn nhẹ tiếp thì mọi người tiếp tục làm, mọi người cắt góc độ dâng dần lên, mà mọi người muốn tăng cái độ phẳng lên chúng ta bắt đầu cắt góc qua đi em nhá. Ở đây mình sẽ tiếp tục là mình qua đi mặt cho cắt tròn tiếp nhé. Qua luôn. Mình sẽ cắt tiếp tục là tròn, mình không cắt vuông nhé. Tại vì đầu đẹp rồi cho nên là mình sẽ sử dụng cái mặt cắt tròn vào. Mặt cắt tròn vào thì nó sẽ làm cho cái phần sọc đầu cái hàng giữ nguyên si luôn. Đầu nó sẽ làm gì? Mình lưu ý cái phần này. Cái phần tóc cái hàng ở đây đã có giọt xù rồi, chúng ta sẽ không sử dụng cái lược răng dày này. Chúng ta cắt thì chúng ta sẽ dùng cái lược răng dư này. Tại vì mục đích chúng ta muốn chạy một cách tự nhiên, phần nào co nó cứ co. Còn nếu chúng ta sử dụng cái lược răng dày này, chúng ta kéo phần này giãn ra, thì sau khi cắt xong cái phần này nó sẽ bị co phẳng lại và cái phần này chúng ta sẽ bị vùn mất cái phần lớp này, cho nên mình sẽ sử dụng cái lược răng cưa nhé và chảy nhẹ nhàng và chúng ta sẽ bắt tay ở đúng cái vị trí chúng ta cần cắt rồi, chứ chúng ta sẽ không kẹp bên trong mà kéo ra như này, chúng ta sẽ chảy ở cái vị trí chuẩn bị cắt thôi, kẹp nhẹ lại tiến hành cắt. Cắt như vậy thì nó sẽ không làm cho cái phần tóc của chúng ta bị đàn hồi quá nhiều, đặc biệt là cái phần khu vực ở gáy, cái phần da đầu ở gáy nó đàn hồi rất là cao. Chúng ta cứ hạ góc độ thấp dần để cắt cắt tròn. Cái vị trí bên trên này ấy, thì nó không liên quan đến phần khuôn viền nữa, tại vì khuôn viền vừa nãy chúng ta đã cắt xong rồi. Bây giờ chúng ta có thể ra tốc độ cắt bình thường được luôn nhé. Chúng ta có thể check ra luôn. Mà mọi người lưu ý là vẫn phải kéo trong cái phạm vi này thôi nhé, không được kéo check ra bên ngoài nhé. Hai bên làm tương tự nha. Cho anh mượn cái vị trí nước nhé. Mọi người chạy ra chuẩn bị tới vị trí cắt, mọi người bắt đầu kẹp tay ra. Các bạn quan sát video, các bạn có câu hỏi gì các bạn cứ comment xuống luôn. Anh ơi, cắt đầu ngắn em cắt khách hàng về hay bị vảnh? Cắt tóc ngắn mà hay bị vảnh nó liên quan một là cái do kỹ thuật của em ở kỹ thuật cắt ấy. Tức là cái liên kết của nó không được chặt chẽ thì nó sẽ bị dẫn đến tình trạng vảnh. Ví dụ như là trong nó có một cái nguyên tắc, đấy chính là cái sợi tóc ngắn nó sẽ đẩy ra tóc dài ấy. Nếu như mà bị vảnh thì có thể là do em cắt cái vị trí cần dài thì em cắt ngắn, hoặc cái vị trí cần ngắn thì em cắt dài. Hai là kỹ thuật tỉa của em. Nếu các bạn mà quan tâm cái phương pháp cắt tỉa của thầy thì ngày mùng 5, mùng 6 tháng sau, tức là vào thứ hai, thứ ba đấy ạ, thì thầy Đại có một lớp học ở Thanh Hóa thì về chia sẻ về đầu ngắn, chuyên đầu ngắn, chuyên màu cân bằng và chuyên sóng bung đầu dài.
Anh em nào mà quan tâm thì lớp học sắp diễn ra rồi, thì anh em nào mà muốn tham gia, muốn tìm hiểu, muốn học thêm kỹ thuật thì có thể ngày mùng 5, mùng 6 qua 46 Lạc Long Quân, thành phố Thanh Hóa để tham gia khóa học hoàn toàn miễn phí. Đó nên anh em nào mà đang còn yếu kỹ thuật thì có thể qua giao lưu học hỏi để về nâng cao trình độ của anh em lên, để anh em ngày càng đông khách hơn nha. Ok, cái phần bên dưới vừa rồi mình đã bắt đầu mình cắt xong tặng cái độ phẩm đây rồi. Nên phần bên trên thì bắt đầu mình sẽ cắt để cho nó tặng ra cái độ bay bỏng này, thì mình sẽ đặt cái vị trí kỹ thuật mình cắt phát tán ở tại vị trí này để tóc nó sẽ tỏa đều, khô tỏa đều vào cái khuôn đầu đằng sau. Và mình ở đây mình sẽ cắt vẫn cắt garabo nhé, nhưng mà mình sẽ cắt kỹ thuật garabo nhẹ, mình sẽ cắt lên khoảng tầm 7 năm. Thì trước khi mà chúng ta muốn cắt lên được 7 năm thì chúng ta phải lưu ý một điều là ở phía dưới chúng ta vừa đấy chúng ta cắt xong nó ở cái góc độ là góc độ 45. Bây giờ chúng ta muốn cắt lên 75 chúng ta phải trả đủ cái thông số trước. Tức là khi mà chúng ta muốn đưa lên 75 như này chúng ta cắt thì chúng ta phải trả cho nó ở góc độ là 60 trước đã. Tại vì từ 45 lên 75 nó còn một cái thông số 60 nữa. Nếu như mà người cắt ngay ở cái thông số 75 này thì thả xuống nó sẽ tạo ra một cái mặt lõm. Đó. Thì mặt lõm nó sẽ làm cho cái phần thấp của chúng ta, nó sẽ làm cái phần thấp ở trên khu chữ U này, nó sẽ có một cái mặt lõm này và cái phần tóc này nó sẽ bị xẹp. Để tròn đều nhất chúng ta tiếp tục là chúng ta sẽ cắt bên trên, thì mình tiếp tục mình sẽ cắt tròn rồi mình sẽ tăng 4 năm, mình sẽ dâng lên là 60, sau đó dâng lên 75, tức là mình sẽ trải ra nó một cái thông số bị thiếu trước đó. Rồi tiếp theo mình dâng lên đến góc 75 độ và cái phần bên dưới mình cắt rồi nhé, tức là cái phần này mình cắt rồi thì mình không nên quay nó nữa, tại vì mình đã trả đủ thông số rồi. Bây giờ mình cắt đến phần bên trên. Đó, đây là cái kỹ thuật này, nó vẫn ví dụ đây là 90 thì nó sẽ là kỹ thuật cắt C, còn đây vẫn là kỹ thuật cắt B nhưng mà nó cắt ở B nhẹ, đúng không? Hoặc là nếu như mọi người muốn nó bay bỏng hơn nữa thì mọi người tiếp tục là di chuyển góc độ cao lên tiếp, còn mình sẽ dừng lại ở góc độ này thôi. Mình sẽ đặt vị trí ngang tỏa là tại điểm bình đầu. Nếu như chúng ta mà muốn cái vị trí cái phần sọ đầu cái này mà muốn cảm giác nhìn nó bị dài, nó được dài hơn nữa thì chúng ta sẽ đặt cái điểm đỉnh này, nó sẽ dịch về trước 1-2 cm tùy vào cái độ phồng mà mình mong muốn. Nhưng mà vì là khuôn mặt của khách hàng này đang bị vuông, nếu như chúng ta đặt để cho cái khuôn đầu của chị ấy dài hơn nữa thì mặt chị ấy sẽ thành hình chữ nhật, cho nên mình sẽ đặt ở đúng vị trí này để không làm cái phần này nó phồng lên mà chỉ làm phần sau nó phồng thôi. Ở bên dưới mình sử dụng kỹ thuật cắt nghiêng dịch thì bên trên mình cũng tiếp tục sử dụng kỹ thuật cắt nghiêng dịch nhé. Trả góc 60 chứ. Hiện tại mình đang cắt thì mình đang sử dụng kỹ thuật cắt dành cho các bạn ở level 3, level 4. Ở cái level này mình sẽ làm level sử dụng đến tư duy để cắt tóc. Còn nếu như mà mình chia sẻ một vài cắt thì nó sẽ là level 2, tức là chúng người xem mà mình cắt chiếc rồi. Cái này thì nó sẽ ở một cái cấp cao hơn một chút. Xin chào 80 người đang xem. Thầy Đại hôm nay đã đi từ Hà Nội về Thanh Hóa để chia sẻ cho anh em những cái bài sóng bung, những bài đồng ngắn rất là thịnh hành thực chiến trong salon. Đây là một trong những bài mà mua nhà mua xe của thầy Đại. Thế nên anh em mà cố gắng tư duy và xem hết video.
cái góc độ ở xung quanh này, chúng ta sẽ không cần quan tâm quá đến ngoài, tại vì chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái vị trí đầu tiên thôi. Cái góc độ đầu tiên là khi một người cắt góc độ đầu tiên nó đúng rồi thì toàn bộ những khu vực đằng sau sẽ cắt theo cái điểm đầu tiên này, thì lúc đó chúng ta không cần quan tâm đến góc độ quá nhiều nữa, mà chúng ta chỉ cần quan tâm đến điểm chuẩn nữa. Tức là chúng ta cứ dâng lên và có điểm chuẩn chúng ta cắt, và kỹ thuật thì sẽ là kỹ thuật nghiêng dịch theo cách trước và cách sau liên kề. Tại vì khi chúng ta đã có cái kỹ thuật nghiêng dịch liên kề rồi thì chúng ta cứ đưa lên là tấp ở vị trí này, ví dụ tấp ở vị trí này thì chúng ta sẽ kéo lên cạnh vừa mình cắt xong ạ. Thì góc độ ở đây cắt như thế nào thì cái điểm này nó sẽ bị cò ra cái phần chưa cắt, chúng ta cứ liên kết theo chúng ta cắt thôi. Sau mình đã cắt để cho cái phần đằng sau đó ngắn nhất và nó sẽ dài hai bên, thì bây giờ cái phần đằng trước thì mình cũng sẽ tiếp tục mình quan sát nè, tại vì là cái phần xương hàm của chị ấy là nó hơi vuông, cho nên là mình sẽ sử dụng kỹ thuật cắt dồn tóc về phía trước, tức là mình sẽ kéo xê dịch cạnh tiếp tục là cạnh trước kéo vào cạnh sau đó, kỹ thuật cắt liền kề để cái phần đằng sau nó ngắn đằng trước nó dài. Thì khi đằng sau nó ngắn, đằng trước nó dài, tóc nó sẽ dồn về phía trước thì nó sẽ dồn ô của mặt này, nó sẽ che được cái phần hàm khách hàng đi nhé. Thì mình tiếp tục mình mở một đường chia xiên về phía trước nhé, rất nhiều hay ít thì nó sẽ tùy thuộc vào đường chia này luôn. Ở đây thì cái góc độ khi mà mình bắt đầu dâng góc độ lên cắt nó không quan trọng đâu, mà quan trọng là phải tính toán làm sao mà cái phần tóc để tạo ra cái phần lông liền, mọi người làm sao cảm giác nó được sắc nét, nó ổn định thì mọi người kết mình, mọi người bắt đầu xây dựng cái phần lớp lên. Còn nếu như mà bình thường thì mọi người hay cắt ở đây xong bên trên mọi người xây ngay, thì như mọi người quan sát này, cái phần tóc ở đây đang rất là mỏng, nếu như chúng ta xây ngay lên thì cái phần tóc này nó sẽ không được sắc nét ở cái phần lông liền bên dưới, thì mình sẽ cắt thêm một tí, mình sẽ cắt thêm một lớp nữa để cho cái phần này nó được sắc nét hơn. Một cách để mà không bị hụt ở phần tai này thì mọi người sẽ trải cái phần tóc từ đỉnh tai này nó vòng ra làm sao để chúng ta cắt. Tại sao? Cái quãng đường mà tóc từ đây này nó rơi đến vị trí này, nó phải đi ra một cái đường cong, tức là nó phải làm lên tai. Thì cái quãng đường mà từ đây nó rơi đến đây, nó cũng phải đi một quãng đường nào từ đây vòng ra làm sao để nó rơi lên tai. Tức là nó sẽ chạy một đường vòng này, và cái đường vòng này nó sẽ bằng cái đường vòng này. Cho nên là chúng ta sẽ kéo nó vòng ra làm sao tai này để chúng ta tiến hành chúng ta cắt. Vẫn sử dụng cái lực răng cưa nhé. Mọi người có thể quan sát này, mình đang chạy một cái đường vòng này. Đó, thì cái quãng đường tóc chạy vòng này nó sẽ bằng quãng đường từ đây ra đây và vòng đây và lại tiếp tục rơi đây. Hoặc là chúng ta có thể là trải hẳn ra đằng sau này. Chúng ta sẽ kéo ra, chúng ta sẽ xoay cái tay này. Đúng không ạ? Khi chúng ta xoay này thì chúng ta sẽ giữ được cái độ dài phía trước. Giữ được cái độ dài phía trước rồi thì cái phần này nó vòng ra đây, nó sẽ bằng từ đây rơi đến đây. Đấy, nó có rất nhiều cách xử lý nhá. Hoặc là mọi người có thể là trải như này cũng được. Trải bình thường này cũng được. Sau đó mọi người quan sát là mày bấm. Như vậy là xong. Đó, có rất nhiều cách, mọi người thấy cách nào nó thuận tiện, nó dễ làm nhất thì mọi người có thể là thực hiện. Hạ đầu thấp nha. Đó, như cái phần tóc phía trước này của chị ấy là chị ngày trước chị ấy đã từng cắt, thì nó thì người ta cắt chị ấy một cái dáng là nó hơi ngang một xíu, cho nên bây giờ là mình sẽ không cắt phần đằng trước này nữa, mình sẽ để cho dài. Ví dụ lần sau mà cắt thì tiếp tục mình cắt đằng sau ngắn rồi tóc phần trước tiếp. Tại vì khi mà cắt đến tóc ngắn chúng ta phải dựa trên cơ sở là thứ nhất là về cái hình dạng, tức là cái thân hình khách hàng ấy. Thứ nhất là khách hàng có cái thân hình là to hay nhỏ, hay là một thân hình tương đối về chiều cao như nào. Thứ hai là đến khuôn mặt, thứ ba là đến phần sọ đầu khách hàng. Chứ chúng ta không thể mà cắt theo bài được, tại vì cắt theo bài sẽ rất rất dễ bị lỗi, bị sai.
tóc ngắn chúng ta không nên cắt theo bài nhé, tóc ngắn chúng ta phải nên cắt làm sao mà nó phù hợp. Nhưng mà phải thấy cái phần tóc phía trước của chị đấy rất là mỏng, thì toàn bộ cái phần khu vực bên dưới mình sẽ không cắt tầng lớp lên, mình sẽ giữ nguyên để cho cái phần viền của chị ấy được sắc nét nhất, và mình chỉ xây dựng cái phần bên trên này lên thôi. Thì bên trên mình sẽ cắt liên kết phần sau. À, với lại cái dáng tóc trước của chị ấy cũng là cắt một cái dáng bốp, nó có cái độ bay bổng nhiều á, hay mọi người hay gọi là dáng bốp đây đâu. Thì bên dưới, toàn bộ phần bên dưới mình sẽ không cắt, mà mình chỉ cắt bên trên thôi. Và lợi mình phần này mình cũng sử dụng kỹ thuật là mình chia chéo như này, thì bây giờ mình sẽ kéo ra sau để giữ cái độ dài trước, đúng không ạ? Mình tiếp tục mình kéo cạnh này ra sau, giữ độ dài nhiều hay ít là do mọi người xê gì, mọi người xê ra sau sẽ nhiều, mọi người xê đây là sẽ giữ ít, thì đây mình sẽ giữ vừa phải thôi, tại vì khung của chúng đấy không phải là hình dốc như mình mong muốn rồi, và có điểm thừa thì mình sẽ cắt theo. Bên này mình sẽ cắt nhanh hơn nhé, để tránh mất thời gian của anh chị em chờ đợi. Bên này chị khách cũng đang hộ cho nên bên này, bên còn lại thì chúng ta sẽ cắt tương tự như bên này, nên mình sẽ cắt nhanh một chút. Trong cắt tóc mọi người cũng nên thích cắt làm sao nhanh càng nhanh càng tốt, nhưng mà nhanh là chính xác. Tại vì khi chúng ta sử dụng cái kẹp tóc của khách hàng quá lâu ấy, nó tạo ra một cái ngấn. Thế nên cũng là một cái điều mà chúng sẽ làm cản trở quá trình mà chúng ta cắt tóc. Chúng ta có thể quan sát cái này. Cái phần bên này nó không cân đối bên kia, tại vì bên kia nó có cái độ dốc luôn, như bên này bắt đầu độ dốc, mà phần này nó ôm lên. Đó. Khi mà cái phần này ôm lên như này thì mọi người sẽ xảy ra tình trạng phần đằng trước nó sẽ ngắn, đằng sau sẽ dài, thì tóc nó sẽ ôm vào bên trong này, thì ôm vào bên trong này nó sẽ không che được phần hàng của khách hàng đi, mà nó phải ôm vào đằng trước thì nó mới che được khách hàng, che được phần này đi. Đó, cho nên bên này nó đang bị lỗi, thì lỗi ở đây là nó đã bị cắt từ trước rồi, và bây giờ là mình sửa cái này, mình sửa toàn bộ phần đằng sau, nhưng mà nếu mà sửa cái này thì nó không cân đối phần cổ và phần đằng sau, cho nên bắt buộc là mình phải giữ cái phần này cho nó dài, và đằng sau thì bắt đầu mình khách hàng cắt lại mình mới tiếp tục. Gần như là phần này thì có cắt, tại vì đóng ra lớn như mong muốn của mình là nó phải rớt ngay xuống được, nhưng bây giờ cái phần này khách hàng đang ngắn hơn rất là nhiều. Mọi người quan sát này, nó đang có cái hướng là nó đi lên một chút này. Đó. Ở đây thì trước chị đấy đã cắt cái mái, tức là chị đấy cắt cái mái băng đi rồi. Bây giờ mình sẽ phân tích nhẹ, mình phân tích một chút nhé. Nếu mà xét lại tổng thể thì gương mặt của chị khách hàng này là một gương mặt có chiều dài là tiêu chuẩn. Nhưng mà có một cái khuyết điểm ở đây thì mình đã vừa nói là nếu như mình cắt theo đúng cái mong muốn của mình thì nó sẽ ôm phần trước này, thì khuôn mặt của chị sẽ có khuôn mặt mà oval, tức là một khuôn mặt V-line tiêu chuẩn đấy. Tức là mình sẽ sử dụng những cái kỹ thuật cắt để là sửa cái hình dạng khuôn mặt, thì cái phần trên này cái phần trắng thì cũng tương đối không phải ngắn cũng phải dài, thì nếu như ở đây có thể thiết kế một chút máy tươi thì sẽ trẻ hơn, đúng không ạ? Nhưng mà vì chị ấy cái phần bên dưới này
nó không chia được hết toàn bộ cái phần hàm của chữ đấy. Bây giờ mình sẽ cắt một cái máy tiếp tục phần tiếp theo, tay đuổi nhẹ lên như này, thì kiểu tóc sẽ giống như này. Thì để ngôi lệch hay ngôi giữa đều được thì mình sẽ thế này, mình phân một đường phân ngang. Khi mà chúng ta phân một đường phân ngang chúng ta cắt nhẹ thì khách hàng để ngôi nào nó cũng sẽ đều nhau hết. Tức là mình sẽ cắt cái máy là cái máy vuông, chứ mình không cắt máy chữ V hay là máy chữ A. Để mà che được khuôn mặt tối đa thì đối với khuôn mặt của khách hàng này là không nên cắt máy, mà chúng ta tiếp tục là chúng ta mở một đường chữ V ở phần trán này, ở cái phần khu vực máy này, chúng ta tiếp tục cắt kéo xuống. Thì càng tóc càng nhiều càng rơi xuống thì càng che được cái phần này đi, thì cái khuôn mặt dưới càng được đẹp hơn. Nhưng mà vì là bên dưới mình thiết kế được rồi cho nên bên trên mình thiết kế cho máy sẽ tự do hơn. Mình sẽ phân một đường ngang ở đây để mình cắt phát triển độ dài khách hàng mong muốn chứ ạ. Thực ra thiết kế một kiểu tóc ngắn nó rất là đơn giản, quan trọng là mọi người có chịu tìm hiểu để nói không thôi. Chúng ta sẽ trải toàn bộ ra nhé, phần làm thừa chúng ta sẽ có như vậy. Vì là cái phần bên trên vừa nãy mình đã cắt để giữ độ dài rồi cho nên mình sẽ không xây dựng tầng lớp ở đây nữa. Nếu như chúng ta tiếp tục chúng ta xây dựng tầng lớp ở mái này, chúng ta sẽ phạm một cái phần đằng sau chúng ta vừa thiết kế sau. Còn nếu như chúng ta không muốn phạm thì chúng ta phải xây ngay cái mái này bắt đầu sau đó thiết kế. Vừa nãy mình đã cắt xong rồi, bây giờ mình chỉ cần bấm xác định độ dài đằng sau. Chúng ta sẽ xét lại một đường, chúng ta sẽ xét lại một cái đường từ thẳng trên đỉnh đầu, từ cái điểm hoàn kim cho đến điểm hoàn toàn mái. Đó, xét lại một điểm, xét lại một đường từ điểm hoàn kim đến điểm của mái. Phần nào thừa chúng ta sẽ cắt đi, còn nếu như không có phần nào thừa chúng ta sẽ giữ lên. Cái phần này chúng ta sẽ giữ nguyên cái góc tam giác này nha, giữ nguyên cái góc tam giác này để làm sao để khi con tóc rơi xuống cái phần này sẽ tồn tóc về trước, còn cái phần mái thì nó sẽ tiếp tục quay ra sau. Nếu mà cái tóc của mình là hóa chất
thì bọn em không tư vấn làm lai, vì làm lai sau khi mà chị quay lại là chị phải làm cuốn, bọn em cũng rất khó để xử lý được lai trên này. Dẫn mọi người luôn cái phương pháp sấy nhé. Ở đây sấy đối với máy tóc ngắn sấy thì mình sẽ thường sấy ở giữa trước. Nếu mọi người quan sát cái phần gáy cái hàng mà nó đã có cái độ cụ nhẹ rồi thì chúng ta lên bớt toàn bộ cái phần gáy xuống. Để nếu như mà chúng ta sấy, nếu như bây giờ mà chúng ta lấy cả phần gáy của chúng ta sấy thì sau khi chúng ta bấm lại liền nó lép, nhưng mà về cái hàng sấy nó lại bị co rút như cái trạng thái tự nhiên này. Cho nên chúng ta sẽ bớt luôn cái phần gáy này. Mình sẽ lấy một chút đây rồi. Đối với sấy để tỉa tóc thì mình sẽ không tạo kiểu ngà nhé, mà mình sẽ sấy đúng theo nguyên dạng nguyên form mà mình đang biết. Của con mà, con chơi mà. Sấy những cái phần nào liên quan đến con viền mình sẽ sấy khô tự nhiên nhé. Còn sau khi mà mình sấy để mình tỉa xong rồi thì mọi người, nếu như mọi người muốn chụp ảnh cho khách hàng cho những cái màu tóc nó đẹp, mọi người có thể sấy bồng lên. Em từ nhà qua. Trước cắt là bị tỉa hơi nhiều, đặc biệt là phần này. Mọi người quan sát nhé, mình mới sấy xong nhưng mà cái phần tóc của chị ấy là tỉa rất là nhiều, không phải bị rụng tóc đâu, tại vì tóc của chị ấy rụng nó sẽ hiện tượng bên trong nhiều hơn, nhưng đây là cái phần tóc nó bị tỉa quá là nhiều cho nên là nó sinh ra như thế này.
cắt xung quanh như vậy, cắt xung quanh. Mai đám cưới ở đâu? Phần tỉa đối với mái tóc này thì phần nào mình cắt phòng thì mình sẽ tỉa vòng, một phần nào mình cắt bay thì mình sẽ tỉa bay. Thì còn một phần bên dưới mình sẽ sử dụng những loại tỉa hoàn mềm nữa. Đó. Cái phần bên dưới mình không sấy, để bây giờ mình sẽ bấm để cho nó được sắc nét nét lắm. Các ơn kiểu gì chúng ta được hóa các lần.
Chốt từ mặt trước để ra đằng sau để cái hiệu ứng tắc nó sẽ bay đằng sau nhé. Cắt tập con cua để nó.
à? Đúng rồi. Ra ngoài này thì con. Bác ơi. À, đối với để mà tạo kiểu cái tóc, cái màu tóc quốc như này ấy, thì trước tiên là chúng ta sẽ dùng hết toàn bộ tóc khách hàng về trước. Cuối nào xuống, cuối hàng xuống rồi. Mình sẽ cho khách hàng cuối hàng đó xuống này. Cả toàn bộ tóc về phía trước, tinh dầu vuốt hết tóc về phía trước này. Thank you.
quan sát đằng trước thì nó sẽ gần như là giống nhau hết. Còn nó khác nhau ở đâu, nó phải làm được sâu bên trong kỹ thuật mọi người. Cái là ra cái dáng này, cắt tròn ra cái dáng này, một cắt tam giác cũng sẽ ra cái dáng góc này. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là chỗ nào chúng ta nên để tròn, chỗ nào chúng ta nên để vuông. Có chụp ảnh không anh Tình? Ừ. Anh có chụp không? Có, em chụp. Anh chụp nhé. Em chụp đang cắt tóc. Em chụp đã một vài kiểu. Ok, chào mọi người nhá. Hẹn mọi người ngày 5, 6 tháng 6. Mọi người có thể vuốt môi này cho khách hàng xem này. Có học nha. Để môi này thì nhìn nó sẽ sang rất là nhiều. Bên này thì chúng ta có thể là vén một chút nhẹ tay nhé, để tạo cái độ phồng của hai bên. Nào. Tại vì chúng ta vuốt lệch sang này thì bên này nó sẽ phồng nhiều hơn. Cho nên chúng ta sẽ để bên này vén vào tay thì nó sẽ kích cái độ phồng này lên. Vẫn để phần này một chút đây. Nào em tạo kiểu đi nào, em chụp ra nào. Ô, cái này là tròn hết mặt luôn. Có sức bóng hay nhỉ? Ừ, sức bóng. Không có sức bóng thì càng nhỉ? Có sức. Em lấy tay em đẩy thôi. Đẩy máy. Rồi, từ video nhé. Video đẩy tóc này. Đúng ra là nếu mà chia sẻ với cái mẫu này là tầm tuổi của chị thì nó có thể phù hợp, tại vì nó sẽ hợp với tuổi hơn. Chụp luôn đi, chụp luôn đi, chụp luôn một mình chỉ đến đây. Chụp luôn đi. Ok nhé, chào mọi người nhé.